Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, nhắc tới bệnh viện ca, hẳn không ít người nghĩ ngay đến những số phận éo le với chuỗi ngày dài đằng đẵng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Và đối với những người bệnh, bữa ăn hàng ngày cũng là điều khiến cho họ trăn trở. Tuy nhiên, nằm ở cuối đại lộ Chu Văn An, ngay sát bệnh viện K3, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, quán cơm 2.000 đồng mang tên quán Nụ Cười Simbi đã mang đến cho những bệnh nhân và những người nhà tại bệnh viện K một bữa cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng. Hãy cùng theo chân phóng viên của chúng tôi tìm hiểu đến quán cơm này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quán cơm 2.000 đồng hay quán Nụ Cười Simbi đã là cái tên quen thuộc của hầu hết người nhà bệnh nhân và bệnh nhân tại khu vực bệnh viện K3 Tân Triều. Và mỗi suất cơm ở đây thì đều đầy đủ chất dinh dưỡng và được chủ quán bán ra chỉ với giá 2.000 đồng một suất. Và đúng như cái tên của quán, mỗi một vị khách đến đây đều mang theo những hạnh phúc và những niềm vui. Vì ở đây không chỉ bán những suất cơm, mà ở đây còn bán cả tình yêu thương và sự thấu cảm. Người đã đến không ông? Người xin của chúng tôi đây. Mới được mở cửa cách đây một tháng, nhưng ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn vào 4 rưỡi chiều, quán Nụ Cười Simbi lại nườm nượp khách đến ăn cơm. Những vị khách này được chủ quán gọi là những vị khách đặc biệt vì mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người đều đang mang trong mình những căn bệnh. Quán Nụ Cười Simbi được thành lập bởi vợ chồng anh Võ Tiên Lâm, ngụ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trước đây quán có tên là Yên Vui Tân Triều. Vợ chồng anh Lâm đều là những tình nguyện viên năng nổ, gắn bó với quán trong suốt thời gian dài tại đây. Nhưng sau một thời gian, quán buộc phải đóng cửa vì không còn nguồn tài trợ. Quán Simbi được vợ chồng anh Lâm mở cửa trở lại với nguồn tài trợ chính và cam kết lâu dài từ đơn vị nha khoa Simbi ở Hà Nội. Mỗi tháng, quán cơm sẽ nhận nguồn vốn hỗ trợ là 18 triệu đồng để trang trải cho chi phí thuê nhà, tiền điện và lương cho đầu bếp. Đây cũng được xem là nguồn tiền chính để vợ chồng anh Lâm yên tâm vận hành quán. Ngoài ra, các khoản hỗ trợ cũng được gửi về từ các nhà hảo tâm và người thân, bạn bè của bệnh nhân. Không chỉ có các nguồn tài trợ, gạo và các lương thực thực phẩm khác cũng được gửi về quán cơm từ những địa chỉ xa lạ. Đồ ăn hàng ngày tại quán được đầu bếp lên thực đơn và đổi mới liên tục với đầy đủ cá, rau và cả trái cây. Chế biến thì nó lấy thực phẩm có nguồn gốc. Đấy là một, thứ hai là phải lấy đồ tươi về mình làm cho bà con yên tâm. Thứ nhất là về an toàn thực phẩm, cái thứ hai là về đồ dinh dưỡng. Tại vì đây toàn bà con bệnh nhân đây mà, làm sao cho nó đủ chất dinh dưỡng cho bà con. Đấy là tiêu chí bếp của một anh là làm như thế. Mong muốn bà con nên có một bữa ăn ngon và gần như gia đình, như ăn ở gia đình. Mọi nguyên vật liệu đều được chọn mua mới mỗi ngày, nên các món ăn luôn tươi ngon và đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho người bệnh. Hầu hết những vị khách đến quán ăn cơm đều là những người ngoại tỉnh đến chữa bệnh hoặc chăm sóc người nhà của mình đang điều trị tại bệnh viện K. Là người dân tộc Dáy, chị Sương Thị Liến, ngụ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, mang trong mình căn bệnh ung thư vú. Chị một mình xuống Hà Nội để xạ trị vì không đủ tiền đi lại cho cả người nhà. Hơn 20 ngày điều trị tại bệnh viện K Tân Triều, với chị, số tiền để lo cho từng bữa ăn cũng là một khoản chi tiêu khiến chị trăn trở, không thể yên tâm chữa bệnh. 2.000 đồng không thể mua nổi món gì để ăn vào mỗi bữa, nhưng đến quán cơm Nụ Cười Simbi, chị lại có thể ăn một bữa cơm thật đầy đủ. Nếu mà không có nhà giúp như thế này thì các cô rất là khó khăn. Thế là cảm ơn như thế thì các cô mới có cái tâm trạng mà chữa bệnh và không lo cái miếng ăn ấy. Không thì đi chữa bệnh như thế này cứ lo tiền nong là không có cái ăn. Mỗi người đến ăn sẽ được mua thêm một suất mang về cho người nhà của mình. Đây không chỉ đơn giản là một bữa ăn mà còn là một món quà tinh thần giúp cho người bệnh yên tâm chữa bệnh, giúp cho người nhà bệnh nhân bớt đi được một khoản tiền phải trang trải. Tôi tên là Ngô Văn Tuấn, tôi năm nay 36 tuổi, tôi đang điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều điều trị bệnh u lão. Và tôi điều trị ở đây được 7 tháng rồi. Và mỗi buổi chiều tôi đến đây quán cơm Nụ Cười Simbi ăn cơm cảm thấy rất là ngon và rất là vừa miệng. Và của quán thì phục vụ rất tận tình và chu đáo và mỗi khi ăn có lại có mì và bánh cầm về tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Ủa rồi tuyệt vời, của 2.000 ở đây cái bếp nụ cười này là tuyệt vời đấy. Ừ, cảm thấy là tinh thần phục vụ là rất là chuẩn. Đây, nên nói cô chủ đây nói chung các cháu đều là một con người là đầy tấm huyết. Đây, đây. Rồi là chúc các cháu là làm sao mà giúp được nhiều bệnh nhân rồi khỏe hơn và tốt hơn. Dù thời gian bán hàng chính thức là 4 rưỡi chiều, nhưng việc sơ chế và chế biến các món ăn luôn được chuẩn bị từ sớm. Ngoài bán cơm cho bệnh nhân và người nhà của họ, các suất cơm còn được chủ quán và các tình nguyện viên đóng hộp một cách cẩn thận để chuyển vào khoa nhi của bệnh viện. Nên là khi mà quán mở lại thì cái lượng suất ăn ấy, trung bình mỗi một ngày bọn mình là từ 130 đến 200 suất. Những ngày thứ hai và ngày thứ sáu thì thường là ít hơn một chút. Có những ngày mà được tài trợ khoảng 60 suất cháo thì nó sẽ rơi vào tầm hơn 200 suất cả cơm và cháo, trong đó thì có bao gồm là 30 suất mang sang khoa nhi của viện ca. Tất cả mọi người thì khi mà đến đây ăn ấy thì đều quay lại và đều rủ mọi người đến, bởi vì là mọi người đều nói rằng là cơm ở đây ngon, dẻo và được phục vụ tôn trọng, chu đáo, nhiệt tình, cho nên là mọi người thường rủ mọi người đến. Thì như bạn biết, 2.000 nói thực chất ra là bọn mình làm thiện nguyện, tức là giúp đỡ mọi người là chính, chia sẻ với mọi người khó khăn về kinh tế là chính. Tuy nhiên, lý do mà mình vẫn thu 2.000 mà không phải là không đồng là để cho mọi người là có cảm giác được trả tiền, không bị ái ngại, không bị cảm giác mắc nợ. Và ngoài ra thì khi mà trả 2.000 thì là mọi người cũng hay mời nhau, hay trả dùm cho nhau. Và đó là một cái việc mà rất là ý nghĩa, nó rất là làm cho mọi người có cảm giác mà nó không bị cảm giác khó khăn quá ấy. Thì đấy là xuất phát từ cái sự tôn trọng mọi người. Và mình cũng ngoài cái việc mà có thể chia sẻ gánh nặng kinh tế cho mọi người bằng cái cách là thu 2.000 đồng thì mong ước của những người mà tổ chức và vận hành quán cơm là muốn mọi người ngồi đây ăn một bữa cơm thong thả, có thể trò chuyện, giao lưu với nhau để chia sẻ cho nhau những khó khăn mà đồng cảnh ngộ ấy. Ngoài ra thì cái không gian này cũng làm cho mọi người tĩnh tâm lại, thư giãn và nó bớt cái căng thẳng khi mà ở không gian bệnh viện bị nhiều. Không chỉ đến ăn, nhiều người nhà bệnh nhân còn sẵn sàng xung phong, phụ giúp chủ quán dọn rửa những chiếc khay đựng đồ ăn. Mỗi người đều vui vẻ khi đến quán để ăn cơm và được cùng nhau làm những công việc nhỏ như thế này. Đúng như tên gọi của quán, mỗi vị khách đến đây đều cảm thấy vui vẻ. Một khoảng sân không quá rộng, nhưng lại là nơi để mỗi buổi chiều xuống, những vị khách đặc biệt này có thể ngồi lại với nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện, rồi lại cùng nhau dọn dẹp, đã trở thành thói quen của những người bệnh. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.